Ukraine đã tung một trong những đơn vị được trang bị và huấn luyện tốt nhất của mình vào trận chiến, với việc quân đội Nga hôm 15 tháng 8 xác nhận rằng các lực lượng gần Rabotino ở vùng Zaporizhia đã đẩy lùi ba cuộc tấn công của các đơn vị tấn công lữ đoàn đường không số 82 của Ukraine, với 200 binh sĩ Ukraine được cho là đã thiệt mạng. Ngoài ra, còn có 5 xe tăng, 8 xe bọc thép và xe chiến đấu bộ binh cùng hai khẩu pháo MSTA-B bị phá hủy Cùng với đó còn có nhiều vũ khí bị loại khỏi vòng chiến đấu. Các phương tiện truyền thông Mỹ cho biết, lữ đoàn tấn công đường không số 82 của Ukraine đã dành phần lớn thời gian trong hơn 2 tháng qua huấn luyện để sẵn sàng được tung vào trận chiến, được coi là chiến lược cuối cùng trong cuộc phản công.